Did you think my love would be crushing and melting straight through the gall? Same as I ever was. I do it all because. Xin chào tất cả mọi người, mình là Jamie Floy. Video trước đó thì mình đã đưa các bạn đi khám phá khu resort ở dưới đường sắt Tử Thần rồi. Thật bất tiện là ở đó không có quá nhiều xe công cộng đi lại mà chỉ có tàu thôi. Chúng mình cần ra trung tâm thành phố sớm để còn bắt xe lên huyện Sangkhlaburi. Cái huyện này thì nằm ở giáp biên giới Myanmar mọi người ạ, nên chúng mình không thể chờ tàu được. Chúng mình đã thử đặt Grab rồi nhưng mà xung quanh đây không có ai nhận cả, không có ai luôn ấy. Thế nên là bọn mình đã vẫy xe giữa đường. Trong cái rủi có cái xui. À nhầm, trong cái rủi có cái may. Thật may mắn là sau bao nhiêu lần bị từ chối thì cũng có người tốt bụng cho mình đi nhiều xe ra trung tâm thành phố. Nhớ lại cái lần đầu tiên mà bọn mình đi du lịch Thái Lan bằng tàu hỏa ấy, mình có làm video clip, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem video clip đó. Lần đó chúng mình cũng ngồi sau xe như thế này, nắng chang chang, trời thì nóng bức, nhưng mà cũng là một trải nghiệm rất là thú vị mọi người ạ, rất là vui. Lúc đầu chúng mình chỉ xin đi nhờ ra trung tâm thành phố thôi, nhưng cặp đôi này cực kỳ dễ thương luôn ý. Họ dừng xuống mua cà phê xong dặn chúng mình chờ một chút và còn hỏi han chúng mình xem là sau đó thì bọn mình đi đâu tiếp. Thật trùng hợp và may mắn khi cả hai bạn đấy đều đến huyện Sangkhlaburi mọi người ạ. Và họ cũng rủ chúng mình đi chung xe luôn. Từ trung tâm thành phố Kanchanaburi đi đến huyện Sangkhlaburi cũng khá xa mọi người ạ. Đi xe khách lên đó cũng mất hơn 3 tiếng mới đến nơi. Tất nhiên là chúng mình đã đồng ý và đi chung xe với họ rồi. Hai bạn ấy rủ chúng mình xuống ghế ngồi và sau đó chuyển đồ của hai bạn ấy ra sau xe. Chúng mình dừng giữa đường để mua một chút đồ ăn trước khi lên đường đi tiếp mọi người ạ. Trùng hợp như thế thôi, nhưng mà khi đến nơi rồi mới phát hiện ra là cả khách sạn của mình và khách sạn của hai bạn đấy rất gần nhau mọi người ạ, chỉ cách nhau có một đoạn đường ngắn như thế này thôi, nhỏ xíu như thế này thôi. Ok, chúng mình sẽ làm thủ tục check in trước và hẹn gặp lại các bạn ấy vào sáng ngày mai. Thật ra nếu mà đi theo kế hoạch của chúng mình ấy thì phải đến chiều tối thì chúng mình mới đến địa điểm này. Nhưng mà nhờ có các bạn đấy nên là bọn mình đã đến nơi sớm hơn. Tầm 2 giờ bọn mình đã đến nơi rồi nên là bọn mình có thời gian nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng. Sau đó 4 giờ chiều thì bọn mình đi bộ ra cầu. Từ đây đi bộ ra cầu 800m mọi người ạ. Nhưng mà con đường rất là dễ thương, không khí rất là trong lành, mình rất thích. Cầu này có tên là Saphanmon mọi người ạ. Saphanmon. Saphan có nghĩa là cầu, còn mon có nghĩa là người môn. Saphanmon. Đây là cây cầu gỗ dài 850m, gần 1km rồi mọi người ạ. Đây là cây cầu gỗ dài nhất Thái Lan luôn và được coi là cây cầu gỗ dài thứ hai trên thế giới, chỉ sau cây cầu gỗ ở bên nước Myanmar thôi. Cây cầu này được xây dựng để cho người Thái, người dân tộc Môn và người dân tộc Cà Rìa có thể gặp gỡ, giao lưu với nhau.
Sáng sớm hôm sau thì chúng mình dậy sớm để chuẩn bị đi cúng dường. Và sáng hôm nay thì chúng mình có gặp lại hai bạn ấy và chụp ảnh chung với nhau. Sau khi đi ra cầu cúng dường xong thì chúng mình về khách sạn ăn sáng và chuẩn bị đồ ra bến xe. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ di chuyển từ bến xe Sangkhapuri ra trung tâm thành phố Kanchanaburi. Và ở Kanchanaburi chúng mình có thêm 2 tiếng nữa và chúng mình sẽ đưa các bạn đi tham quan những địa điểm gần và dễ dàng đi ở trong thành phố Kanchanaburi. Chúng mình xuống gần bến xe mà, nên là chúng mình sẽ tìm quán nào gần bến xe và địa điểm nào gần bến xe nhất để mình có thể di chuyển dễ dàng. Thì ở đó có một quán khá là ok, quán uống nước khá là ok, đó chính là quán One Tea Coffee này. Chúng mình có thể đi bộ được hoặc là có thể gọi Grab. Và sau khi uống nước xong rồi, chúng mình sẽ đi Skywalk ở rất gần bến xe luôn. Từ bến xe đi thì cũng chỉ tầm 9 phút thôi là đến rồi. Và từ Skywalk đấy đi đến nhà máy giấy, cái nhà máy cũ mà các bạn có thể chụp ảnh chích một tí. Đó chính là nhà máy giấy ở tỉnh Kanchanaburi. 3 địa điểm này di chuyển rất là dễ dàng và đơn giản. Và chỉ trong 2 tiếng rưỡi thôi các bạn có thể đi đầy đủ, chụp ảnh thoải mái. Như vậy là chúng mình đã kết thúc chuyến đi Kanchanaburi 2 ngày 2 đêm với rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Và mình nghĩ đây là một chuyến đi rất là ý nghĩa đối với mình. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video clip này. Nếu như các bạn thích những video như này thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Jamie Ploy để cập nhật thêm những video mới hết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.